Xin chào các bác, chắc là hẳn là các bác đã biết đến kênh Chim Cu Gáy Hay của đồng chí Thao. Và hôm nay xin mạnh dạn giới thiệu, đây là cơ sở 2 thì, đang nuôi những chú chim giống hậu bị như thế này. Đó, đây là lứa để chuẩn bị cho bố mẹ kế cận các bạn nhé. Và nuôi sàn như thế này. Đấy, nuôi sàn như thế này rất là nhiều. Đấy. Thì khi mà các bạn cần đến những chú chim ở giai đoạn nào, mình cũng sẽ có các bạn nhé, rất là nhiều luôn. Và một trong những cái chủ đề mới của năm 2019 là Thao sẽ đồng hành cùng các bạn với cái chủ đề chim Nhật Pháp. Đấy. Cái thị trường chim Nhật Pháp bây giờ rất là sôi động các bạn ạ. Những chú này là mình sẽ nuôi để cung cấp cho các bạn, bán giống cho các bạn để các bạn làm vú nuôi, hoặc một số các bạn làm trang trại nuôi thay bồ câu. Thay bồ câu các bạn. Thì với cái cách nuôi các bạn thấy là mình để cách mặt đất theo truyền thống, cách mặt đất 1 mét và cho cõng ăn rồi cõng uống. Số lượng lên đến rất nhiều trăm con luôn các bạn nhé. Đây là cơ sở 2. Đấy, và có cả cơ sở 3. Đấy, mình sẽ quay cơ sở 3 sau. Thì một phần là sẽ giảm được cái mật độ ở tại cơ sở 1 và tạo công ăn việc làm cho người thân và anh em chăn nuôi. Đây là mình nói rõ luôn cơ sở 2 của Thao Chim Cu Gáy. Thì các bạn nếu như các bạn muốn mua chim giống, chim vú nuôi Nhật Pháp như thế này, các bạn liên hệ với chúng tôi. Đấy, lứa tuổi giai đoạn nào cũng có, kể cả đang ấp hay là đang nuôi con hay là hậu bị bao nhiêu tháng tuổi. Và ở đây thì chúng ta nuôi rất là quy mô. Đấy, hệ thống chuồng rất là ok luôn các bạn nhé. Đấy, mình đầu tư rất là quy củ luôn. Bên này đấy, một cái nhà này nuôi có thể là hàng vài trăm đôi luôn. Đấy, các bạn nhé, hiện bây giờ là mình đang phát triển rất là sâu về cái con chim này, bởi vì theo mình được biết thì nó thay thế nuôi bồ câu, bởi vì là cái thức ăn thì chúng ăn rất là ít, chi phí một lứa nó có thể mất 20-30 nghìn thôi, nhưng mà chúng ta bán một cặp chim để đưa vào các nhà hàng thương phẩm, hoặc là dùng trong cái vấn đề chim cảnh, chim phóng sinh hay là chim để làm vú nuôi thì chúng ta đầu ra rất là ok luôn. Đấy, các bạn yên tâm. Đây là những chú chim mà được nuôi. Đấy, đây ví dụ như đây là bố mẹ này. Các bạn nhìn ra rõ là bố mẹ. Đấy, bố mẹ nuôi. Đây. Các bạn nhìn rõ. Đấy. Như này là cứ sau là 35 ngày một lứa các bạn nhé. Con bố là đầu đỏ. Đấy là phong cách của Thao Chim Cu Gáy. Đấy, con bố là con đầu đỏ. Đôi này cũng nở rồi. Và đôi này cũng nuôi con rồi. Đôi này cũng nuôi con. Đôi này cũng nuôi con. Đấy, tiếp đây dãy đây là cái khu vực mà nuôi chim hậu bị. Đấy, các bạn nhé. Và đây là một khu. Một khu. Rồi, tới đây là sẽ phát triển thêm những cái gian ở bên này. Các bạn nhé. Rất là rộng. Thì cái cơ sở 2 này là hiện giờ mình đang phát triển tại quê nhà, nơi mà chúng tôi sinh ra và lớn lên. Đấy, chúng tôi quay không có một đoạn clip nào trùng lặp cả các bạn nhé. Không có một đoạn clip nào trùng lặp. Đó, đây là những cái khoảnh khắc thực tế tại cơ sở 2 của Chim Cu Gáy Hay. Đồng chí Thao, số điện thoại là 033 53 05 982. Các bạn thấy cái phong cách treo lồng như này là phong cách của Thao Chim Cu Gáy. Đó. Bởi vì chim rất là sạch, khỏe, nhanh nhẹn. Đó. Đó. Các bạn nhé. Đó. Những chú chim rất là đẹp luôn. To đẹp như thế này cơ mà. Đó. Các bạn nhìn này. Chúng ta dùng treo dây xà lên. Và thắp mà tấm chắn
mèo không thể vào được nhá. Đó. Mèo không thể vào được. Rất là nhiều. Chim rất là khỏe. Chim rất là khỏe luôn. Chim rất là khỏe luôn. Các bạn nhé. Đấy, thắp cả bóng sưởi mùa đông luôn. Các bạn nhé. Quá ok luôn đúng không ạ? Đây là cái dãy chú chim. Và xin thưa với các bạn, đây là dãy bên cạnh. Rất nhiều chim. Video mình quay này là không có chuồng nào quay lại cả. Quay một vòng từ đầu đến cuối. Rất ok luôn. Và bên này mọi chi tiết các bạn hãy đăng ký kênh Chim Cu Quầy Hay với số điện thoại trên phần mô tả là 0335305982 với cái bài nhạc chờ tôi yêu một tiếng chim cu cây đa giếng nước nơi du của Bầm. Ok. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau với cây cơ sở 3 của Chim Cu Gáy Hay. Yêu sao tiếng gáy chim cu, cây đa bến nước lời ru của Bầm. Vườn chim cu gáy miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy mang ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chảo hào, chim khuyên. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chimcugaihay.com hoặc bạn có thể tìm kiếm Chim Cu Gáy Hay trên YouTube và Facebook. Hotline 01635305982, 0989177982 với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn. Lại đây con. Lại đây. Xuống cành dưới, xuống.
mình không đưa tay ra nữa, mình quay sát. Quay sát vô nhá. Mình quay sát chân này. Các bạn có thể thấy là những cái khoảnh khắc này thì thật là tuyệt vời đúng không? Mình quay sát mỏ này. Đó. Đây là con chim, nó mang lại cuộc sống của mình. Nó mang lại niềm đam mê. Đó. Các bạn có thể thấy là con chim này nó hồn nhiên và nó thân thiện với mình như thế nào. Mình muốn ghi nhận tất cả những cái hình kỷ niệm về mình và con chim này, và cũng đăng cái clip này lên một cái trang cá nhân của mình trên YouTube, là cái trang kênh Chim Cô Gái Hay, để mong muốn làm sao ban tặng cho tất cả những ai đam mê con chim cô gái, để thưởng thức được những cái hình hài, những cái dáng và những cái mắt, mỏ, đầu, cườm, chân và tiếng gáy của nó. Đó, nó đứng nó rỉa lông. Các bạn thấy không? Nó rất là gì? Nó rất là hồn nhiên. Đó. Đó, mình muốn. Đó. Xuống đây con, xuống đây. Xuống đây con. Xuống cạnh dưới đi. Xuống. Đó, xuống đây. Xuống đây con. Xuống đây. Xuống.